nhận định soi kèo bóng đá Bình Định với Viettel. 17 giờ ngày 11 tháng 4 vòng 9 V-League. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bình Định vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề trong việc thích nghi với V-League khi vừa trở lại. Hiện tại, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sau 8 vòng đấu, họ đã có được 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa cùng 2 thất bại. Phía bên kia chiến tuyến, Viettel lại đang hồi sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc. Họ đã toàn thắng cả 3 trận đấu gần nhất và giành trọn vẹn 9 điểm. Chuỗi trận này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vươn lên vị trí thứ 3. Họ đã có được 16 điểm sau 8 vòng đấu. Bình Định vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề trong việc thích nghi với V-League khi vừa trở lại. Hiện tại, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sau 8 vòng đấu, họ đã có được 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa cùng 2 thất bại. Phía bên kia chiến tuyến, Viettel lại đang hồi sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc. Họ đã toàn thắng cả 3 trận đấu gần nhất và giành trọn vẹn 9 điểm. Chuỗi trận này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vươn lên vị trí thứ 3. Họ đã có được 16 điểm sau 8 vòng đấu. Bình Định vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề trong việc thích nghi với V-League khi vừa trở lại. Hiện tại, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sau 8 vòng đấu, họ đã có được 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa cùng 2 thất bại. Phía bên kia chiến tuyến, Viettel lại đang hồi sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc. Họ đã toàn thắng cả 3 trận đấu gần nhất và giành trọn vẹn 9 điểm. Chuỗi trận này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vươn lên vị trí thứ 3. Họ đã có được 16 điểm sau 8 vòng đấu. Bình Định vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề trong việc thích nghi với V-League khi vừa trở lại. Hiện tại, đội bóng này đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Sau 8 vòng đấu, họ đã có được 12 điểm với 3 chiến thắng, 3 trận hòa cùng 2 thất bại. Phía bên kia chiến tuyến, Viettel lại đang hồi sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian thi đấu chệch choạc. Họ đã toàn thắng cả 3 trận đấu gần nhất và giành trọn vẹn 9 điểm. Chuỗi trận này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vươn lên vị trí thứ 3. Họ đã có được 16 điểm sau 8 vòng đấu.